Mấy chị em gặp hai người bạn rất đặc biệt, thầy, hai công chúa. Đây, thầy, con tên gì? Con tên gì? Con Triệu Mười Phạm. Tên gì? Tên gì? Triệu Mười Phạm. Cái gì? Triệu Mười Phạm. Triệu Mười Phạm. Bao nhiêu tuổi? À, 66 tuổi. Dân tộc gì? Dân tộc Giao. Ở đâu? Ồ, thôn 9, xã Đăng Dôn, huyện Đăng Minh, tỉnh Đăng Nông. Đạo gì? Đạo Ngoại Đạo. Đạo Ngoại Đạo, rồi cho một tràng pháo tay hoan hô. Con tên gì? Con là Triệu Thị Mãn. Mấy tuổi? 50 tuổi. Đạo gì? Đạo Ngoại. Đây là Ngoại Đạo, đây là Đạo Ngoại. Em, hai chị em. Rồi, chúc con được ơn gì? Và con thì gọi điện bảo em này là nó bảo là đau lưng, đau cả khắp người mấy năm giờ không khỏi. Là con dâu con năm ngoái là bị văng đau tim hở ba lá, là về Sài Gòn Bệnh viện Thống Nhất mổ. Mổ là về đây xin Chúa, Chúa về khỏi rồi. Nó bảo bà đều đau đầu hoa mắt chóng mặt, cái mắt thì nhìn thấy như hình như là con bướm bay đi bay lại. Bà là về hai lần đây cầu nguyện về đến nhà thì bây giờ thì không còn rồi. Cái gì nữa? À, thì hết rồi, không biết nói. Con dân tộc Giao thì hết rồi. Rồi con. Dạ, con ở Lạc Sơn. Tỉnh Lạc Sơn. Thì con được ơn gì? Con bị đau dây thần kinh. Thì vào đây thì nhờ Chúa và Cha thì con vào đây 3 hôm thì đỡ rồi. Rồi, ai giới thiệu cho con đến đây, ai giới thiệu? Con dâu năm ngoái đau tim hở ba lá, đau tim rồi nó vào Sài Gòn Thống Nhất mở. Một người ta bảo ở đây có Cha Long Chúa được khỏi, nó con dâu nó về đây Chúa khỏi rồi, về bảo bà nó cùng nhau về. Thấy hai câu chuyện hì hiu. Lúc nãy cái bà kia Ngoại Đạo đi khám bệnh, bác sĩ cũng bảo là đến giao điểm tin mừng gặp Cha Long. Ở đây một người dân tộc Giao đi bỏ tim đến Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ cũng chỉ đến giao điểm tin mừng gặp Cha Long để lòng thương xót. Thấy bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nha, bác sĩ ở ngoài Vinh mà đều chỉ đến giáo đình tin mừng nhà bé này để Chúa chữa. Thấy bây giờ dần dần người ta cũng đang là công nhận có một cái gì đó đang xảy ra ở đây, đó là quyền năng của một Thiên Chúa đang chữa lành cho những người đau ốm bệnh tật, mà chính bác sĩ cũng phải công nhận chuyện đó. Rồi bây giờ con đã tin vào Chúa chưa? Có. Con có muốn theo Chúa không? Không dám, không, người dân tộc Giao thì không thấy ai theo, không dám. Con có tin vào Chúa chưa? Tin chưa? Con muốn theo Chúa. Câu này tôi trả lời rất là dễ thương. Vì họ là người dân tộc Giao, mà vùng dân tộc thì biết ít có người biết đến Chúa, cho nên cô nghĩ là Chúa không có dành cho người dân tộc Giao, hoặc là người dân tộc Giao không có quyền được đi theo Chúa, đúng không? Con nghĩ vậy đúng không? Phải. Mà bây giờ con đến đây, Chúa có thương con không? Có. Chúa có muốn con theo Chúa không? Muốn thì không biết làm thế nào. Chúa thấy rất là dễ thương, quá là dễ thương. Để cho tặng cho con hai cái máy nha.
mỗi người một cái máy để con về con nghe về lòng thương xót Chúa. À, chồng của con bây giờ thì bị tai biến ở nhà không đi được, cứ nằm người ở nhà nó nói thì không nói được, ăn thì cứ lấy thìa múc ăn thôi, không cùng không đợi chén, không cùng đợi đứa. Con được mấy đứa? Được 6 đứa, ba đứa, hai ba thằng. 6 đứa, ba đứa, ba thằng, tức là ba trai, ba gái đúng không? Ừ, phải. Con đã nghe mấy 300 bài giảng chưa? Nghe chưa? Con giờ lấy về nghe thì cháu, mấy cháu nó không cho bà nghe đâu, mấy cháu nghe thôi. Mấy cháu nó dành của bà, biệt tặng riêng cho bà để bà nghe nhá. Đây, con có nghe bây giờ chưa? Chưa. Vào lần đầu tiên này chưa có máy nghe. Biệt tặng cho cái máy lấy không? Có. Cảm ơn nha. Nói thấy xấu lắm. Thấy xấu hổ lắm. Mà nói là thấy xấu lắm. Không có xấu đẹp. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Đây đây. Đây là cái gì? Đeo cái gì đây? Cha nói không biết nói cái gì à? Cha bảo con. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này của cha. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này của Chúa. Con thích không? Thích chứ. Lấy không? Có. Rồi, tặng cho chúng con nha. Rồi, có đầy cho hai quân lịch nữa đều về. Về treo trong nhà nha. Lịch giao điểm tin mừng. Đây lịch giao điểm tin mừng về treo nha. Biết đọc kinh không? Không biết, con cháu đọc thì biết nghe, không biết nói nhiều. Người dân tộc Giao thì trước thì ngoài Bắc Lạng Sơn thì người ấy thì không đội học thì không biết nói nhiều, biết nói ít thôi. Trước ở Lạng Sơn đã đi chợ toàn nói tiếng Tày thì biết tiếng Tày thôi, tiếng Kinh thì không biết nói. Là chuẩn vào năm và được 10 năm mới biết mấy câu thơ, không biết nói nhiều. Nói là Chúa Giêsu. Nói Chúa Giêsu. Nói lại Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa. Rồi, tôi thầy cho chúng con. Đúng đẹp không? Rất đẹp. Chúng ta thấy đây là hai con người mà đúng là không có cái gì quanh co. Không có cái gì quanh co, đúng không? Một chút. Đây là một hai cái con người chúng ta vừa mới thấy. Đấy, chúng ta những người kinh, những người mà tự cho mình là văn minh, những người tự cho mình là khoa học kỹ thuật tiến bộ, thử hỏi coi tâm hồn của mình có bằng hai người dân tộc Giao đấy không? Lòng không tham lam, không cao ngạo, không kiêu căng, không tham lam, không quanh co, không gồ ghề, nghĩ sao nói vậy, hồn nhiên đơn sơ, thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, rất khiêm tốn, chỉ biết vậy thôi, 10 năm biết nói vậy thôi. Cảm ơn nha. Vậy thôi. Cho nha, cho cái máy nha. Được. Hồn nhiên đơn sơ. Mà nếu gặp các bà ngoài Bắc thì là Giêsu Maria mày
hỗn láo, mày nói ăn nói vậy với các cha các thầy Yeshua đúng không? Mà họ có phải là họ hỗn láo không? Không, tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng, ngây ngô. Và đấy là Chúa bảo, nếu các con không trở nên trẻ nhỏ, không hoán cải như vậy thì không được vào nước trời.